Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình hướng dẫn học piano theo giáo trình của Method Row. Tiếp tục ở trang 45 của giáo trình, hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4. Bài số 4 gồm có 2 đoạn. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập phần tay phải của đoạn số 1. Mi 2 3 Fa son 2 3 Fa mi re do mi re son fa re mi 2 3 Fa son 2 3 Fa mi đô re mi đô hai. Tiếp theo ở đoạn số 2. Re hai ba mi re hai ba mi fa mi re hai ba bốn. Re hai ba mi re hai ba mi fa mi re đô son fa re fa. Đến đây chúng ta sẽ quay lại từ đầu và đến chữ hết của đoạn số 1 là kết thúc bài này, các bạn chú ý ha. Bây giờ tiếp tục phần tay trái. Đô son đô son si son si son đô hai ba đô son hai ba bốn đô son đô son si son si son đô hai son hai đô son đô hai. Tiếp tục với dòng số 2. Si son si đô đến DC, các bạn có quay từ đầu và đến cuối của đoạn số 1 đến chữ chữ hết, các bạn mới hết bài này ha. Các bạn chú ý điểm này ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi vào ghép cùng hai tay lại với nhau. Tiếp tục với đoạn số 2. Số 4 ở trang 45 của giáo trình mà tôi đã hướng dẫn các bạn ngày hôm nay.
Các bạn có thể tập thật chậm rãi và sau đó tăng dần tốc độ lên giống như tôi đánh mẫu ban đầu của video này là chúng ta đã đạt. Chúc các bạn tập thật tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp.